Rồi, xin chào mọi người nhé. Hôm nay sau 10 ngày em vô em xịt lại lần thứ hai của cái vườn sầu riêng mà đang khôi phục các bạn. Đó thì sáng giờ là em nhanh thủ xịt xong rồi, cất máy rồi các bạn nhá. Thì tranh thủ quay cho các bạn, em về em còn đóng hàng gửi cho các bạn nhé. Mấy bữa nay đơn hàng nhiều quá, không có kịp được các bạn. Đó. Thì sáng nay có một cái chương trình em đi vô em gặp cái thằng cu em mà đợt trước mình tặng cái bộ châm phân tự động ở Etam ấy, thì gặp nó mình đưa phân cho nó về nó xài các bạn. Thì gặp sáng ấy thì mình hỗ trợ thôi chứ mình không có lấy tiền, nhưng mà em nó nhất quyết em mới đưa tiền các bạn. Thì mình cũng không, em bảo là nếu mà không lấy tiền nữa thì lần sau không có lấy nữa thì buộc phải lấy các bạn nhá. Nhưng mà mình lấy cái hỗ trợ thì lấy cái giá gốc thôi, cái giá nguyên liệu thôi các bạn nhá. Đó, riêng mấy bạn ở trong vùng sâu vùng xa là mình hỗ trợ tối đa các bạn nhá. Đấy. Thì mình có hỏi em nó là ok không, thì em bảo là nếu mà không ok làm sao mà em gọi cho anh. Đấy, nói chung là phát triển rất là tốt, chỉ một lần xịt các bạn nhá là bật đọt rất là kinh. Thì mình vào mình đối chiếu với lại cái vườn của mình các bạn. Đó, thì cái lá các bạn nhìn thấy này. Rất là đẹp các bạn ha. Đấy, mình chưa có bỏ phân đâu. Phân gốc mình chưa có rải gì đâu bạn nhá. Phân nở mình chưa có rải, bởi vì mình là người thí nghiệm phân để xem mỗi dùng mỗi cái phân qua lá đấy không đó, thì coi xem nó phát triển như thế nào. Thì các bạn thấy là cái lá của nó dần dần nó phục hồi các bạn, rất là tốt các bạn ha. Phun thuốc sâu mình cũng chưa xịt luôn, nói thiệt các bạn luôn, thuốc sâu mình chưa xịt. Thì cái con rầy xanh các bạn này nó hít của mình rất là nhiều luôn đấy. Thì mình đang chuẩn bị nhân bản cái thằng thuốc trừ sâu sinh học đấy, mình chuẩn bị làm clip rồi gửi đến các bạn luôn, là trộn vào cái phân bón có lá của mình ấy, là xịt một lần duy nhất các bạn nhé. Đấy, thì cái đợt này thì mình ứng dụng cái lại cái phân mà phân lá tổng hợp mình đã cung ứng cho các bạn là được 2 kg rồi, 3 kg rồi các bạn. Đấy, tối qua một mẻ nữa thì hết luôn rồi. Thì chiều nay về lại tiếp tục điều chế các bạn, phân phối cho các bạn đó. Thì qua 3 mẻ phối trộn như vậy mình cung cấp ra thì mình tất cả mình ghi lại số liệu các bạn ha. Đấy, thì đây là các bạn, cái lá của nó bắt đầu xanh các bạn ha. Thì cái lá ở đây này, cái lá của nó cái cũ thì bắt đầu nó rất là xanh các bạn ha, nó dày lá là xanh các bạn này. Đó, còn những cái lá mà nó lụa đó, nó mới ra đó, thì các bạn thấy này các bạn. Đó, với hai nữa là các bạn ha, nó phóng đọt rất là nhanh ha. Đây này, nó phóng đọt rất là nhanh các bạn ha. Đó, nó phóng đọt rất là nhanh luôn, mới đó mà các bạn mình xịt nó phát là nó lại đi ra cái đọt mới rồi. Đây là các bạn ha. Đấy, thì dĩ nhiên là phục hồi cây là phải phục hồi từ từ bạn ha, chứ không phải là ngày một xịt một phát một hoặc là một hai lần mà nó kết quả ngay được, thì mình cứ phải bồi từ từ các bạn. Đó, thì nếu mà các bạn rải gốc á, rải gốc thêm được gốc á, ví dụ là cái hữu cơ ví dụ phân nở á, thì tốc độ nó nhanh hơn. Nhưng mà mình đang thí nghiệm phân của mình á, thì mình không có rải gốc á, dùng mỗi cái phần phân, dùng mỗi cái thằng phân qua lá thôi để xem cái tốc độ phát triển của nó như thế nào các bạn. Đấy, thì hôm nay đến lần thứ hai mình mới xịt xong ha, để xem cái tốc độ phát triển như thế nào các bạn. Đấy, cây đây thì nó bị bệnh quá nặng các bạn ha. Cây đây nó bị con nhện đỏ với lại là con rải xanh nó hút rất là mạnh luôn. Đó, từ đây các bạn, cây đây cây thứ hai này các bạn thấy cái chồi của nó bắn rất là kinh các bạn ha. Đó, mới có 10 ngày thôi mà nó bắn rất là kinh ha. Đấy, đây đồng loạt nó bắn hết các bạn. Đấy, có chỉ duy nhất cái cây này là nó bị chích hút kinh quá đây các bạn ha. Đấy, tốc độ của nó rất là ok các bạn. Đấy, thì cái vườn này hôm bữa mình quay cho các bạn xem rồi, mình đang phục hồi nó. Đó, mình đang phục hồi thì cái tốc độ phát triển của nó thì mình nghĩ là cái phân của mình nó có rất là có cái độ vọt đọt các bạn. Đấy, đây bạn thấy không? Đấy, cái lá bắt đầu nó dày các bạn nè, cái lá nó bắt đầu dày ha. Đấy, thì cái vùng của mình nó vẫn chưa mưa các bạn ha, nó âm u trời nhưng mà nó vẫn chưa mưa. Nó đặc biệt cây đây các bạn ha, cái này các bạn. Đó, hôm bữa rất là cùi luôn các bạn. Nhưng mà bây giờ các bạn sau một lần xịt á, cái lá của nó bắt đầu nó có dinh dưỡng này. Đó, bắt đầu nó xanh các bạn này. Đó, nó xanh này. Đó, đây. Đó, nó bắt đầu nó xanh này, bắt đầu nó có phân các bạn. Đó, đây cái lá các bạn ha, cái lá của nó rất là dày luôn. Đó, cái lá rất là dày, xanh dày luôn các bạn ha. Thì sau khoảng tầm 1 tháng, sau 30 ngày các bạn ha, thì các bạn mới đánh giá được cái vườn này nó phục hồi như thế nào. Đó, đây. Cái con rầy xanh của mình rất là nhiều luôn. Thì mình vẫn chưa xịt thuốc rầy đâu. Đó, mình đang thí nghiệm phân mà.
để cho nó tự nhiên để xem cái độ độ phát triển của nó với lại là cái độ vọt đọt của nó có ok không. Đây. Khi nào mà cái độ vọt đọt của nó mà thắng được cái con rầy xanh ấy, thì khi đó mà cái phân của nó mới là cái kinh khủng các bạn ha. Nó đạt hiệu quả phải nói là khủng khiếp. Đó, chứ còn phân mà xịt ra mà con rầy xanh nó hút hết vẫn không đáp ứng được cái độ mà nó đẻ nhánh nhiều ạ thì nó chưa đạt yêu cầu bạn ha. Đấy. Đây. Nó vẫn ăn đấy các bạn ha. Đây này, cái dấu nó ăn này các bạn này. Con rầy xanh nó ăn này. Và nó chích hút các bạn này, nó quăn hết cả đọt này. Cái này không phải là cháy lá đâu các bạn ha. Cái này là do con rầy xanh á. Con rầy xanh nó hút nhựa đó các bạn ha, hoặc con định nhện đầu nó hút nhựa đó. Đó. Chứ còn nếu mà nó cháy lá cái rễ của nó không bật được như này đâu ha. Nó không bật được như này đâu. Đó. Đây các bạn này. Mới có 10 ngày thôi, nó bật đọt rất là mạnh ha. Đây. Nó bật đọt rất là mạnh ha. Đấy. Thì tại sao mình không có xịt thuốc rầy các bạn? Đó, mình một lần nữa mình nhắc lại là do là mình đang thí nghiệm phân. Tức là cái độ mà bật đọt của nó phải thắng được con rầy xanh. Nó phải nhiều hơn là con rầy xanh các bạn ha. Con rầy xanh nó hút không xuể. Thì cái cây của bạn nó mới ok được. Đó. Chứ còn mà ra đến đâu mà nó hút hết đến đó thì chứng tỏ là cái phân của nó chưa đáp ứng được các bạn ha. Nhiều khi mình thí nghiệm rất là quái gở các bạn, nhưng mà mình phải làm như thế các bạn ha. Đó. Thì mình đang phát triển một cái dòng thuốc sâu sinh học. Mình sẽ gửi đến các bạn là sắp tới đây để các bạn phối trộn vào cái phân qua lá này. Xịt một phát một các bạn nha, không cần đeo khẩu trang cũng được ha. Nhưng mà tốt nhất các bạn cứ phải đeo khẩu trang ấy, bởi vì cái gì nó cách ly vẫn hay hơn. Nhưng mà cái độ mà độ thân thiện của môi trường của nó thì ok bạn ha. Cái độ thân thiện môi trường của nó thì các bạn khỏi chê. Nó không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe con người đâu. Toàn bộ là sinh học hết các bạn ha. Nấm khuẩn có lợi hết ha. Đây các bạn, đây. Các bạn thấy cái độ bắn đọt của nó rất là mạnh ha. Đấy. Đây. Cái cây mà nào mà nó đợt trước mình xịt đó, nó đã bắn đi cây đọt đó, thì nó già lá rất là nhanh. Còn cái cây nào nó chưa đi đọt đó, thì bây giờ hôm nay nó đi đọt rất là mạnh. Đây, nhất điển hình là cây đây các bạn ha. Đây. Điển hình cây này. Đó. Sáng nay mình rất là vội các bạn. Công việc ở nhà rất là nhiều. Đó, cho nên là mình vào mình xịt mình không quay các bạn được. Đó, để quay xịt xong mình sẽ quay cho các bạn một chút xíu thôi, khoảng có tầm 10 phút đó, mình sẽ đi về để mình giải quyết công việc ha. Đấy. Đây các bạn. Thấy không? Cái này là cái con các bạn hôm bữa nó cùi lắm á. Cái bạn coi cái clip trước á. Số bao nhiêu thì mình không nhớ nhưng mà bạn thấy nó rất là cùi ha. Sau khi mà mình xịt được 10 ngày. Hôm đó mình nhớ là ngày thứ bảy tuần trước. Thì hôm nay thứ tư các bạn ha, 10 ngày. 10 ngày 11 ngày gì đó. Thì các bạn thấy cái độ vọt đọt của nó này. Nó hoàn toàn đáp ứng được bạn ha. Đấy, đây. Đấy. Nhất là cái dòng phát triển cái con các bạn, nó phát triển rất là mạnh. Nó rất là mạnh các bạn ha. Đấy. Cái cây này mình quay trở lại cái cây này tại sao nó như thế này. Đây. Đây các bạn. Nó cái này vấn đề này là không phải là do bộ rễ các bạn ha, cái vấn đề này là do chích hút thôi. Bạn thấy nó cắn te tua hết, lá cắn te tua này. Thì xử lý như thế nào á thì chỉ có chờ thuốc sâu sinh học các bạn ha. Bạn xịt vào nó đuổi nó giết chết cái con rầy đi, con rầy rầy xanh với lại là con nhện đỏ đi, nó ít hút chích thì cái cây của bạn sẽ đẹp lên liền ha. Nó sẽ rất là đẹp. Đó. Đây này các bạn. Đây. Nhưng mà nó bắt đầu bắn đọt bạn này. Này, bắn cơ đọt này. Rồi bắn cơ đọt các bạn. Đó. Ok các bạn ha. Tiếp tục một cây nữa. Đây. Đấy, hôm bữa các bạn thấy cây này nó cần toàn cành là cành thôi. Nhưng mà bắt đầu nó có dinh dưỡng các bạn này. Nó bắt đầu dinh dưỡng, lá bắt đầu mướt lại này. Đó. Nhưng mà những bạn nào mà đi vô nhà vườn nhà mình ấy, mình đã chia cho các bạn xem cái vườn đằng sau nhà của mình ấy, là các bạn nhìn thấy cái lá này các bạn nhận ra liền. Các bạn nhận ra liền cái lá này các bạn ha. Nó trong khoảng cỡ tầm 45 ngày ấy, nó to và nó dài như cái lá ở nhà mình ấy. Đó, các bạn ha. Đó, thì mình cập nhật hôm nay mình cập nhật cho bạn xem vậy thôi ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi về mình làm công việc của mình. Đó. Với hai nữa là mình cho các bạn xem một tí nữa thôi, cho các bạn xem một chút xíu. Đây các bạn thấy cái đọt, cái cơ đọt bạn thấy nó đi bắt đầu nó dài hơn các bạn ha. Thì dĩ nhiên là cái phân của mình ấy, thì nó sẽ phải có thời gian để nó thẩm thấu các bạn ha. Thì các bạn thấy là cái cơ đọt này, nó bắt đầu nó na ná như tựa cái ở nhà mình ấy. Cái cây đọt nó ra rất là dài ha, rất là dài đó. Mới lần này lần thứ hai các bạn đó, thì nó không thể đẹp được. Thì mình cũng nói luôn đó là cái phân mà của mình ấy nó có chất giải độc ấy,
nó có thằng Grab, có thằng chi đây là các bạn này. Đó thì mình cố tình các bạn ha, cái cây này này là mình cố tình nhá, là mình xịt thuốc trừ cỏ ha. Riêng cây này mình dùng thuốc trừ cỏ mình xịt lên đây để cho nó ngộ độc đi các bạn ha. Rồi mình dùng cái phân bón của mình á để giải độc cái cây này, thì xem cái độ hiệu quả giải độc nó đến đâu các bạn ha. Thì tất cả cái cây của mình đều thí nghiệm hết đây các bạn. Đây bạn xem ha, rõ ha. Đó đây này, mình xịt cho nó cháy độc các bạn ha. Đây, nó cháy này, đó nó cháy này. Thì mình xịt những cái cây này cho bạn xem không phải là yếu tố của môi trường ha, cây không phải là yếu tố môi trường đó. Những cây này không phải các bạn ha, đấy các bạn xem đấy ha, không phải yếu tố môi trường ha. Cái đọt nó vẫn còn nguyên ha. Đó thì riêng cái cây này là mình xịt cho nó cháy lá cây nhỏ ha. Đó để mình làm cái mình xịt cái phân bón của mình thì xem cái yếu tố gọi là giải độc của nó có ok không. Thì bắt đầu mình xịt cho nó cháy đọt đi, bắt đầu hôm nay mình xịt một hồi lại các bạn ha. Sau vòng khoảng cỡ tầm 20 đến 30 ngày thì xem cái độ giải độc của nó như thế nào các bạn ha. Đó. Đấy. Đây. Thì hiện nay mình nhận điều chế tất cả các loại phân các bạn ha, kể cả là cái dòng gọi là kích bông các bạn ha, kích bông cho tất cả các loại cây bưởi, na, rồi ổi. Đó các bạn ha. Rồi sầu riêng là mình sẽ điều chế hết cho các bạn. Các bạn nào có nhu cầu cứ liên hệ với mình sẽ trao đổi trực tiếp ha. Rồi cái vườn biết được cái vườn của các bạn như thế nào thì mình sẽ nhận lời kích bông cho các bạn. Đó, kể cả sầu riêng các bạn ha. Đó rồi có cái dòng nữa mình đã điều chế rồi các bạn. Đó là cái dòng gọi là nuôi trái. Làm cho trái to, bóng, xanh, đẹp các bạn ha. Các bạn cứ liên hệ với mình thì mình sẽ phù hợp thì mình sẽ chia sẻ với các bạn phân bón đó. Nói chung là trong tất cả các dòng bón phân qua lá là mình đều có các bạn ha. Đó, các bạn nào có nhu cầu liên hệ với mình. Đó các bạn thấy sầu riêng này ha, sầu riêng này có một cái đây các bạn, cái cành này mình cưa đi hồi nó ở đường nó cưa đi nhưng mà nó vẫn đậu hai trái rất là ok các bạn ha. Đó đây các bạn ha, sầu riêng. Thì nhân tiện đây mình quay cho bạn thôi chứ mình không có cố tình mình khoe các bạn ha, mình không khoe ha. Thì cái phân trong tay mình hiện nay có một cái loại phân có loại thuốc các bạn ha, giữ trái trên cây. Thì ở trong rẫy mình không có bỏ phân, mình tưới tắm được thường xuyên, mình buộc phải dùng cái phân đó các bạn ha. Các bạn thấy đây nó còn nguyên nhá ha. Cái là trước những bạn nào mà coi cái kênh YouTube của mình thường xuyên thì các bạn sẽ nhận ra cái cây này ha. Đó nó còn nguyên đấy, nó còn nguyên các bạn ha. Đây nó còn nguyên ha, nó còn nguyên đó, nó còn nguyên. Thì rất nhiều bà con rụng hết rồi đó, rụng hết rồi bạn ha. Nhưng riêng của mình nhá thì mình vẫn cứ ok này. Đó các bạn ha, thì cây này mình để ăn thôi. Cây này mình để ăn, những bạn thấy cái dấu tích của năm ngoái này, cây này rất là khủng khiếp các bạn ha. Năm ngoái vẫn còn đeo này, đó đây này còn này, đó trên kia cần cao của còn các bạn ha, trên cao kìa bạn thấy này. Đó cây này thì mình để mình ăn thôi chứ mình không có tác động nhiều thuốc hóa học ha. Đó đấy thì hôm nay thì chính thức là nói chung là mình dùng sử dụng cái phân bón của mình nhé để phục hồi lại cây này, mình quay sơ sơ cho bạn xem đó, rồi báo cáo cái kết quả của mình nhá, là phối trộn phân nói chung là giữ quả rất là tốt ha. Đó một lần nữa thì mong anh chị ủng hộ kênh, nói chung là lần đầu tiên kêu gọi, nói chung là chia sẻ để cho bà con mình biết đến nhiều để hiểu được cái kiến thức phân bón. Sắp tới thì mình sẽ làm series một số series nói chung là chuyên về phân bón để bà con mình hiểu được và chọn được cái phân bón tốt nhất trên thị trường nhá. Đó, rồi mình sẽ chia sẻ nguyên cả cái quy trình xử lý phục hồi sầu riêng và sẽ phục hồi sầu riêng sau thu hoạch, rồi cho đến đó là xử lý bông các bạn ha, xử lý cho nó ra bông và xử lý bông thế nào cho nó đẹp nhất để khi mà sầu nhụy là đạt được cái tỷ lệ đậu quả tốt nhất các bạn nha. Và cuối cùng là 50 ngày giữ trái khốc liệt nhất mình sẽ gửi đến cho bà con mình luôn để bà con mình áp dụng mọi người ha. Rồi thân ái chào mọi người.